Sơn sẽ giải đáp thắc mắc với cả nhà mình là máy đo huyết áp 940.000 khác nhau với 960.000 của hãng Âm Rồng như thế nào và tại sao là nó lệch nhau 20.000. Thì hãng Âm Rồng á, Hoàng Sơn có rất là nhiều video trên kênh Sức Khỏe 60 giây là dòng cơ bản tầm 900 mấy chục ngàn, còn những dòng mà có thêm bộ nhớ thì khoảng 1.2 triệu, còn cảnh báo rối loạn nhịp tim, cử động khi đo và ngày giờ thì tầm khoảng 1.5 triệu, và cảnh báo đột quỵ thì tầm khoảng 3 triệu đó. Vậy khác nhau giữa 20.000 của model này là gì? Thì trước năm 2022 thì chúng ta có dòng là 8712 ha. 8712 thì giá niêm yết của hãng á, hàng chính hãng nha, là 940.000. Nó chỉ đơn giản là đo huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, và kiểm tra tim, đếm số lần nhịp đập của tim. Thì đi theo máy là chúng ta sẽ có một cái máy nè, một bộ pin 4 viên và cái vòng khuôn tạo sẵn. Còn cái dòng đời 2023 đó là 7142T, nó mắc hơn 20.000, tức là cái dòng đời mới ra thì nó có thêm là chức năng kết nối điện thoại. Thì hiện tại về cái sự khác nhau của dòng này là cũng không có nhiều về cái cách đo huyết áp, nhưng mà còn Sơn nghĩ là sau này có thể là những cái dòng đời cũ hơn nó sẽ không còn sản xuất nữa, thì chỉ có những dòng đời mới. Hiện tại thì mắc hơn 20.000 thì nó chúng ta có thêm chức năng kết nối điện thoại, vì hiện giờ giống như không có bộ nhớ đi, nhưng mà sau này chúng ta kết nối điện thoại thì dữ liệu nhớ nó sẽ chuyển vào điện thoại, chúng ta có thể gửi email cho gia đình hoặc là gửi cho bác sĩ mình để mình có thể xem kết quả mà không cần bộ nhớ ha. Nhưng mà nếu chúng ta có điều kiện thì Hoàng Sơn nghĩ mình có thể mua những cái dòng cao hơn một chút, là có thêm tim loạn nhịp nè, cử động khi đo, và thậm chí những cái dòng mà cảnh báo đột quỵ luôn. Tại vì những dòng này á là hàng chính hãng nè, chúng ta sẽ được bảo hành 5 năm. Thì chúng ta nếu có điều kiện chúng ta ráng một xíu mua cái dòng cao cấp hơn để sau này mình khỏi phải đổi những máy mới nha. Thì đây là cái dòng này là 7142T, 7142T1 nha. Đó, chữ T tức là chức năng kết nối điện thoại. Đó, thì chúng ta vẫn sẽ có một cái máy và vòng khuôn và bên trong là 4 viên pin. Thì bà con mình cũng có thắc mắc là có xài được cái cục biến điện hay không. Nếu mà hàng chính hãng thì hãng Âm Rồng không có bán theo cái cục biến điện nha. Thường là một bộ pin tốt á, mình xài được cả năm, và mình ngồi những chỗ nào thoải mái để mình đo. Còn cái cục biến điện chính hãng á, là khoảng tầm 200.000. Đương nhiên là theo máy chúng ta sẽ có những cái chỗ để cấm nguồn điện bên ngoài nè, chúng ta có thể mua thêm. Nhưng mà những nơi bán những cái cục sạc mà không chính hãng đó, tầm khoảng vài chục ngàn á, Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình đừng có xài. Thứ nhất là mình xài mà hư máy đó, là hãng không có bảo hành đó. Và một bộ pin như vậy chúng ta cũng xài được khá lâu rồi ha. Thì hôm nay Hoàng Sơn giải đáp cho cả nhà mình là sự khác nhau là 20.000 ở chỗ là chúng ta có thêm một cái nút nhấn ha. Ở bên đây là chỉ một nút đo và tắt, bên đây là một cái nút để kết nối điện thoại. Thì Hoàng Sơn có từng video hướng dẫn về cách xài của các loại máy này rồi, và cách để kết nối điện thoại luôn. Nếu mà cả nhà mình quan tâm thì có thể liên lạc trực tiếp với Hoàng Sơn để có thể biết thêm thông tin.